Mới ra mắt trên thị trường, thế nhưng máy đun xúc xích điện tử cao cấp đã oanh tạc trên bảng xếp hạng những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay. Tại sao một chiếc máy mới ra lại có thể làm được như vậy? Hãy cùng với Nissan bóc tách và phân tích từ chi tiết nhé! Lý do đầu tiên khiến chiếc máy này được yêu thích đến vậy đó chính là kiểu dáng cực kỳ đẹp mắt, hiện đại và rất chuyên nghiệp. Tiếp đến, cộng hưởng với kiểu dáng trên đó chính là chất liệu cao cấp. Máy đun xúc xích điện tử mới được làm hoàn toàn từ chất liệu inox 304 cao cấp, không chỉ mang đến tính thẩm mỹ cao, luôn sáng bóng và đẹp mắt, mà nó còn có độ bền cực cao, chống han gỉ tốt và hạn chế bám màu, bám mùi, đảm bảo an toàn vệ sinh trong chế biến thực phẩm. Lý do thứ ba, vận hành cực khỏe khoắn. Máy được trang bị động cơ công suất là 90W, cao hơn gấp 3,6 lần so với dòng máy đun xúc xích điện cũ. Thêm nữa, bánh răng, khung thân máy, chân đế, đĩa đùn và cối chứa nguyên liệu dày dặn hơn. Đầu đùn được mở rộng hơn 30% so với bản cũ, làm giảm áp lực cho toàn bộ máy. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo này mà việc vận hành máy khỏe khoắn hơn, ổn định và đầm hơn rất nhiều. Tuổi thọ của máy cũng phần nào được tăng lên. Thêm một điểm cực quan trọng tạo nên độ hot hit cũng như là sự yêu thích ưa chuộng sử dụng đó chính là ở bảng điều khiển. Máy được trang bị bảng điều khiển điện tử trực quan với các nút điều khiển thông minh dễ dàng sử dụng, đặc biệt là độ chính xác cực kỳ cao. Khác với các dòng xúc xích điện cũ chỉ vận hành với một chế độ đó chính là bán tự động, thì máy đun xúc xích điện tử mới này lại được tích hợp cả hai chế độ, bán tự động và tự động hoàn toàn. Với chế độ bán tự động thì cũng giống như dòng máy cũ, bạn chỉ cần điều chỉnh tốc độ đùn, sau đó thì nhấn giữ bàn đạp để piston di chuyển xuống và thả ra nếu như muốn ngừng. Khi muốn piston di chuyển lên trên thì bạn chỉ cần nhấn nút điều hướng piston đi lên, sau đó thì ấn nút bắt đầu là được. Piston sẽ tự động được đưa lên mà không cần phải nhấn bàn đạp nữa. Đó chính là chế độ bán tự động. Chế độ này sẽ giúp bạn chủ động kiểm soát tiến trình đùn xúc xích và phù hợp khi đùn xúc xích với số lượng ít hơn. Khi cần đùn nhiều hoặc là muốn giảm bớt sức lực, giải phóng sức lao động, bạn có thể sử dụng chế độ tự động hoàn toàn. Đây là điểm cải tiến ưu việt hơn, được rất nhiều khách hàng yêu thích. Chỉ cần định hướng lên hoặc là xuống cho piston, cài đặt tốc độ và nhấn nút bật là được, cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Như vậy là Nissan đã chỉ ra và phân tích những lý do khiến chiếc máy đun xúc xích điện tử cao cấp vừa mới ra mắt không lâu, thế nhưng đã được săn đón nồng nhiệt và nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất hiện nay rồi. Với 4 đặc điểm kể trên thì chẳng có gì bàn cãi được đúng không nào. Và chắc chắn rằng không thể không đầu tư thiết bị quá tuyệt vời này tại các hộ gia đình hay là cơ sở làm xúc xích, nem chua, lạp xưởng hiện nay. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay đến hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dienmayneusan.com để có thể tìm hiểu thêm nhiều các sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất của điện máy Nissan. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!